thận lắm, nên là cháu cũng hay mua cái của chị mình uống. Vâng. Hello, xin chào mọi người nhé. Vâng. Từ trước gì đó phải chưa về đã phải lại loạn lo. Ngồi sát thẳng vào chỗ đấy. Từ giờ mình tham khảo kiểu cắt nhá. Em quay đi, em quay đi. Khi mà mọi người khi mọi người làm chắc căn bản rồi ấy thì cái việc cắt tóc của các bạn nó rất là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ xác định bước một, chúng ta sẽ xác định độ dài cho cái mái tóc của mình được cắt. Bước 1 chúng ta sẽ xác định độ dài nhé. Mình gọi đây là phần A. Ở đây các bạn có thể cắt cao, có thể cắt thấp, hoặc là các bạn có thể tạo hình cho cái gáy của các bạn theo từng cái phong cách, tùy theo bạn mong muốn với sở thích của khách hàng. Phần này, phần A này mình sẽ cắt 45 độ. Em nói chuyện để sợ là cắt không nói chuyện được lắm. Để em nói chuyện xong không chú gọi nha. Em chỉ cắt bằng tí nữa cháu gọi lại cho mình nhé. Chúng ta sẽ cắt 45 độ nhé. Và một trong những cái điều mà các bạn cắt tóc ấy, mà để mà các bạn chuẩn xác này, để mà các bạn cắt ra những cái form đẹp ấy, thì đó là cái kiến thức căn bản tiêu chuẩn. Tớ chia sẻ với các bạn rằng này, có rất nhiều anh chị em ấy đang nghĩ là mình đi học lâng cao. Nhưng sự thật mà tớ muốn chia sẻ với bạn rằng là các bạn học nghề 10 năm trước, đúng không ạ? Bạn hãy thử ngẫm lại đi, là ngày xưa là các cụ, gọi là các thầy cũ dạy mình là lâng cao hay là căn bản. Là lâng cao hay là căn bản, là cái gốc hay là cái ngọn. Hãy thử ngẫm lại, nếu các bạn nói rằng là ngày xưa bạn được học lâng, học căn bản gốc ấy, thì ngày hôm nay bạn đã phải phát triển rất mạnh mẽ. Tất cả những cái cây, những cái cây ấy mà nó phát triển được to lớn ấy, là do cái gốc của nó chắc và do người ta trồng cái gốc, chứ không phải là chúng ta trồng cái ngọn. Và hãy để ý rằng các bạn phát triển về việc cắt uốn của các bạn hiện tại đang phát triển được hay không phát triển được. Nếu như thực sự các bạn mà có thể sáng tạo mà phát triển được ấy, và tiêu chuẩn được ấy, thì chúc mừng các bạn, bởi vì các bạn đã ngày xưa các bạn đã được học cái gốc rất chắc. Hiện tại thời buổi bây giờ ấy, tất cả những anh em ngành tóc đa phần đi học lại cái gốc hết, bởi vì cái gốc nó đang lung lay, cái gốc nó đang có vấn đề, cho nên cái ngọn nó không thể phát triển được. Ở đây mình đang cắt được 45 độ. Em xem này, tắt cái máy của em đi. Chúng ta sẽ cắt 45 độ mọi người nhé. Ở phần A này chúng ta cắt góc 45 độ để mục tiêu để làm gì ạ? Để chúng ta tạo cái độ bồng bềnh, chúng ta tạo ra một cái dáng gáy, đó là dáng gáy dốc, là gáy phồng. Ok, chúng ta đã xong cái phần A. Bây giờ tiếp theo chúng ta đến cái phần B. Tất cả những cái khóa học của mình dạy ấy, mình đào tạo ấy, tất cả mình đều tập trung vào gốc, mình đều tập trung vào căn bản. Mình không hề dạy nâng cao cho các bạn đâu. Bởi vì khi mình dạy hiện tại là 38 khóa rồi, thì mình thấy một điều rằng là, và rất nhiều nhé, và mấy chục khóa chia sẻ rồi, thì mình thấy một điều rằng là rất nhiều anh em ngành tóc ấy rất thích đi học nâng cao. Nhưng tớ cảm thấy rất là buồn cười. Buồn cười cái điểm gì ạ? Là vì anh em trong ngành ấy, những người mà đang chưa hiểu ấy,
thì mọi người lại đi tìm cái gì ạ? À? Cái lưng cao, nhưng mọi người lại không hiểu rằng là gì, khởi gốc không có, lưng mãi cũng không cao được. Tiêu cái cơ bản, cái căn bản mà chúng ta chưa thực sự thấu hiểu ấy, thì không bao giờ các bạn có thể cắt lưng cao được. Bởi vì sao? Các bạn hãy thử ngẫm rằng là đôi khi những cái ý nghĩa của đường cắt, đường chia, đường tỉa mà các bạn, mà bản thân các bạn còn không hiểu ý nghĩa của nó, thì làm sao các bạn có thể tự sáng tạo và trên cái mong muốn với từng khuôn mặt, với từng cái gáy, với từng cái phần là tóc dày, tóc mỏng bạn sẽ làm gì? Và đó chính là căn bản, không phải lưng cao các bạn nhé. Các bạn hãy xem những cái bài cắt cơ bản của tớ nhé. Tớ không dạy nâng cao. Hãy nhớ này, tớ không dạy nâng cao, tớ chỉ dạy chuyên sâu. Tớ chỉ đào sâu. Nhưng muốn đào sâu cho các bạn ấy, thì tớ phải giúp các bạn cái việc đó là thấu hiểu từng đường cắt, đường chia, đường tỉa. Các bạn muốn sáng tạo được thì các bạn cũng phải hiểu cái gốc, cái rễ. Rất nhiều người cho chúng ta đi học mà chúng ta không hiểu rằng là chúng ta cần tìm hiểu cái điều gì. Tiếp theo, các bạn hãy xem tại sao mà bản thân mình cắt tóc ấy, kể cả mình cắt một nửa đầu bên này, mình cắt sau, mình cắt sang bên kia cũng được, mình cắt ở trên cũng được, mình cắt ở dưới cũng được, mà không hề quan trọng khi các bạn đang lắm chắc mọi thứ, thì mọi thứ chỉ là các bạn sáng tạo mà thôi. Đây là đường chia cơ bản, đây là đường chia cơ bản. Đó là cắt như thế nào thì chia như vậy. Và chia như thế nào thì cắt như vậy. Đây là về cơ bản nhé các bạn. Và chúng ta có những sự sáng tạo. Sáng tạo ở đây chính là gì ạ? Chính là cái tư duy, chính là một cái mindset mới mà người khác cho các bạn. Để các bạn hiểu rằng là mình có thể làm điều này với căn bản. Thì sắp tới thì tớ có một cái buổi chia sẻ. Có cái buổi chia sẻ để gửi tặng các bạn. Thì nếu anh chị em là quan tâm nhé, thì các bạn có thể ấn vào đường link. Và khóa học đấy chỉ có mình sẽ chia sẻ miễn phí ấy, của mình ấy, thì sẽ chỉ có 30 người thôi. Mình không làm nhiều, chỉ 30 người thôi. Nhưng quan trọng là vì 30 người đấy mình có thể chạm và giúp được họ. Đây chính là những đường cắt căn bản. Đây chính là những đường cắt căn bản. Nhưng làm sao để các bạn có thể sáng tạo dựa trên căn bản thì cái đó chính là tư duy. Làm sao để các bạn có thể sáng tạo phương pháp, cũng như là làm sao để các bạn có thể cắt rất nhiều những cái phương pháp khác nhau, sáng tạo rất nhiều phương pháp cắt khác nhau, thì đó chính là căn bản. Và ai cho bạn tư duy, ai hướng dẫn cho bạn từng vị trí này có thể làm được những điều gì, đó chính là tư duy nâng cao. Quay để ý quay cho nó chuẩn đấy. Gốc rễ của một người đi làm thuê ấy, đó là làm nó thật tốt. Vì nếu mình làm không tốt ấy, đi đâu cũng bị đuổi việc. Không nắm được nguyên lý này ấy, đi đâu mất giá trị, đi đâu không có giá trị đâu. Đã làm là phải làm cho tới, và đã làm ấy thì làm nó thật chuẩn. Đuổi bao nhiêu đứa mà không tập trung công việc nữa. Đúng không ạ? Đúng chị. Và em cắt tóc của chị mà em không tập trung vào cắt này, chị cũng đuổi việc em này. Cho nên mình có nhiều tiền hay ít tiền là xứng đáng với mình. Mình mà lang thang như cuộc đời này, mình tranh vinh như cuộc đời này là xứng đáng với mình. Từ thời gian anh quên. Mình không đáng tiền. Cách nhau có 1 độ thôi của nó khác này. Ok. Sẵn em. Cái lược này các bạn, em muốn lược của em mất hết. Sao mà cứ đến lớp, mỗi một lớp xong rồi mình mất.
Đấy, em vừa mang cái lược hồng xuống cho anh. 55 vừa cho anh lược hồng. Khi các bạn có căn bản tốt, các bạn thích khách ở đâu trước thì khách, các bạn thích làm gì thì làm, bởi vì nó ở trong tầm tay của các bạn. Và khi các bạn cắt tốt rồi, hiểu thấu rồi, các bạn thích biến đổi là như thế nào đó là do các bạn. Minh Trí, tóc đẹp, em chào anh. Chào Minh Trí nhé. Ở đây là mình đang cắt đường cắt là 0 độ. Mình đang cắt đường cắt là 0 độ. Đây là vị trí của phần C. Mình đang cắt đường cắt là 0 độ. Với mình đào tạo ấy, thì mình chỉ đào tạo A, B, C, D và những nguyên lý của việc đường cắt, đường chia, đường tỉa, sự sáng tạo, cái tư duy để sáng tạo của từng cái đường cắt thôi. Không phải cho mà anh đâu, anh không thấy chưa được. Có gì tối em hỏi cái này nha, Minh Trí tóc đẹp. Ok. Các bạn hãy cố gắng làm chắc, hãy đi tìm gốc rễ. Tìm gốc rễ, hãy đi tìm gốc rễ của vấn đề. Do hên xui ấy, thì các bạn hãy hạ xuống để các bạn cắt một đường bằng. Còn nếu bạn muốn hụt do chủ động, do sự sáng tạo thì các bạn có thể là gì ạ? Tự các bạn có thể vẽ và quét lên thế này. Và nhớ này, khi quét lên thì cắt làm sao để phần này nó mềm thì đó là căn bản. Hãy nhớ một điều rằng độ nghiêng dịch thì phụ thuộc vào đường viền. Nếu đường viền của bạn ở đây nó cao thì cái độ nghiêng dịch của bạn hướng về phía trước nó phải nhiều. Đó, còn nếu như độ nghiêng dịch của đoạn ở đây nó ít, tức là nó bằng ấy, thì các bạn cần phải nghiêng về đằng sau nhiều. Đó, thì mọi thứ ấy, tại sao mà chúng ta cắt tóc xong ấy, nhiều khi có rất nhiều bạn bảo là mình cắt, nhìn mình cắt form xong ấy nó đã đẹp rồi, chỉ tỉa ấy, nó chỉ là một vài cái đường cắt, chỉ vẩy vẩy một vài đường cắt nó đẹp rồi. Thì đó chính là gì ạ? Mà tôi cắt theo tiêu chuẩn. 170 người đang xem. Nếu bạn muốn hiểu tiêu chuẩn là gì thì các bạn lên tham khảo cái căn bản. Hãy tham khảo cái căn bản. Đứng như này này. Đứng như này. Đây mình sẽ cộng tay. Và cộng nặng. Đây chúng ta đang cắt đường cắt 0 độ. Để làm gì ạ? Anh nhìn ở đây ạ. Quay thấp xuống. Quay ngang này thấp xuống. Là để chúng ta tạo độ phồng. Để chúng ta tạo cái độ phồng ở cái phần trên trên đỉnh này, ở cái phần điểm cao nhất của độ phồng này. Chia cắt 0 độ. Mình có thể cắt trước đều được nhé. Cắt đằng trước trước, cắt đằng sau trước, tùy các bạn, đó là do gốc dễ của các bạn. Cắt bên này bên dài nhé. Các bạn bên ngắn bên dài chị đẹp không? Các bạn nhìn thấy không? Chị ghi nhận gì? Các bạn chẳng chưa? Ở đây cái phần này mà các bạn hay bị hụt này. Chị ghi nhận gì? Thì các bạn có thể làm có bao nhiêu năm nay rồi vẫn cứ lo không? Chúng tin à? Xếp chào 170 người đang xem đấy sao rồi. Đấu giật mình 70 người thôi. À
tối nay ấy, tôi có chia sẻ với mọi người về những cái tư duy ấy, và về những cái phương thức, những cái tư duy, những cái kiến thức để giúp các bạn có thể phát triển, để giúp các bạn có thể là tránh bớt những cái thất bại. Tối nay tôi sẽ chia sẻ với bạn những cái thất bại của tớ trong tương lai, à trong những thất bại của tớ ở trong quá khứ nhé. Chứ tương lai thì cách tốt nhất để không thất bại đó là không làm gì hết. À, okay. Muốn không thất bại thì đừng làm gì cả. Mình còn làm là mình còn thất bại. Mình còn làm là mình còn có bài học. Mình còn làm là sẽ còn có cơ hội để thành công. Chứ nếu mà mình không làm nữa thì mình vỡ mộng. Em sẽ để suy nghĩ trong đầu của em là làm được cái bài học và làm để sửa vấn đề. Bởi vì khi mình làm ấy, một điều gì đó mà mình sai ấy, thì thường chúng ta sẽ dễ bị tiêu cực, nhưng mà mình sẽ nghĩ rằng là đâu phải là trong cái hành trình mà. Thành công nó là hành trình. Hành trình đi đến thì trong cái hành trình đó nó sẽ có những điều mà nó không như mình mong muốn. Thì mình sẽ cho rằng đó là bài học. Và việc của mình nó là làm gì để mình học cái bài học đó thì làm gì để mình sửa cái bài học đấy được. Cũng giống như là chúng ta bán hàng, tại sao chúng ta không bán được hàng? À, tối nay tớ sẽ chia sẻ về bán hàng với mọi người nhé. Tối nay tớ sẽ chia sẻ với bạn những công thức thành công, những công thức thất bại, những công thức để giúp cho chúng ta thất bại nhanh hơn. Và việc của chúng ta đó là làm ngược hay làm xuôi này cho các bạn. Và là điều đó có thể chia sẻ cho những nhân sự của bạn, để nhân sự cho các, của các bạn ấy, họ hiểu. Thì khi nhân sự của bạn họ hiểu ấy, thì họ cũng lựa chọn, một là chọn cái sống và cái chết, hai là chọn cuộc sống. Vì nếu chúng ta hiểu đơn giản, khi chúng ta biết là vì sao chúng ta thất bại ấy, là chúng ta không còn thất bại nữa đâu. Khi mà chúng ta biết chúng ta ngu ấy, là chúng ta hết ngu rồi. Đúng không mọi người? Khi mà mình biết mình ngu ấy, là mình hết ngu. Nhưng khi nào mà mình biết mình vẫn còn đang rất là thông minh ấy, là lúc mình bắt đầu mình ngu. Khi nào mình bảo mình thông minh là lúc đấy mình ngu lắm. Nên tối nay thì chúng ta sẽ ôn lại một chút, chúng ta sẽ thấu hiểu lại một chút nhé. Thì tớ chỉ xin phép được chia sẻ những cái ngu của tớ thôi. Và hy vọng rằng các bạn sẽ hiểu được những điều đó để giảm thiểu bớt những cái sai lầm. Cách làm nữa là em làm sao làm mẫu. Ở bên này các bạn có thể làm gì ạ? Hãy nhớ một điều rằng này, những cái phần này này, chúng ta có thể sáng tạo, chúng ta có thể cá nhân hóa theo từng kiểu tóc. Nhưng trước khi muốn cá nhân hóa thì các bạn phải học những cái phương pháp dựng form để cho nó tiêu chuẩn đã. Sau đó các bạn đưa cái phương pháp tỉa vào để chúng ta có thể làm mỏng, làm mềm, làm phồng, hay là các bạn có thể làm sớ nhiều, sớ ít. Đấy là do cái căn bản của các bạn. À, được rồi, em sẽ làm một mẫu thật ngắn. Được rồi, em sẽ làm một mẫu thật ngắn, làm như được. Thật là mới, chứ cần chờ giờ luôn ngày mãi rồi, chán lắm rồi. Đây các bạn nhìn này, ở đây các bạn có thể cá nhân hóa nhé.
Thật sự luôn với các bạn là với tớ thì tớ yêu thích tóc ngắn cực kỳ luôn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì tóc ngắn sẽ giúp cho chúng ta có thể trở nên giàu có nhanh hơn. Hãy thử hỏi chị này xem một tháng chị đi cắt tóc bao nhiêu lần nhé. Chị... Mấy tháng chị cắt tóc một lần? Tháng nhỉ? Một tháng cắt tóc một lần này. Thì ra chỉ là một tháng thôi. Một tháng một lần này là cái thứ nhất này. Thứ hai, cắt 3 lần sẽ uốn một lần. Hãy thử ngẫm lại xem làm tóc dài của các bạn thì một năm họ cắt mấy lần và mấy bao nhiêu năm thì họ uốn lại một lần. Đó là lý do mà chúng ta là toang đấy các bạn. Tất cả những salon ấy mà giàu ấy, những salon VIP mà giàu ấy thì đa phần chỉ có ngoại trừ là anh Lam He là làm tóc dài là giàu các bạn ấy. Bởi vì anh ý làm rất giá cao là rất là ok này, cao này và tác phẩm giá ok này, đúng không ạ? Nhưng mà sao ạ? Họ chăm sóc rất nhiều. Còn... đó. Thế nên là vì là mình ngu về tóc dài cho nên mình chọn sang phương án làm tóc ngắn. Tại sao mình phải đối đầu? Mình phải lé đi chứ. Đúng không anh? Em nhớ một điều rằng là gì? Sở trường của bạn đôi khi là sở đoản của người. Vì thế hãy phát huy sở trường của các bạn. Hãy xem điểm mạnh của mình ở đâu và tập trung phát huy nó. Hãy tập trung các bạn. Một người mà chạy marathon giỏi chưa chắc họ đã cắt tóc giỏi giống mình. Một quán quân của marathon chưa chắc họ đã đá bóng hay, đúng không ạ? Cho nên là một người uốn tóc giỏi chưa chắc đã cắt tóc ngắn giỏi. Vì thế các bạn phải có điểm mạnh cho mình. Nhớ một điều rằng điểm mạnh là điểm mạnh, nhưng các bạn phải tập trung vào cái việc lựa chọn sản phẩm mà có tỷ lệ lặp lại cao giống như tóc ngắn. Một tháng một lần và ba tháng thôi, trung bình nhé, là ba tháng họ sẽ uống một lần mà uống rất nhẹ và rất nhanh. Nên nhớ một điều rằng là tóc ngắn ấy, cái tỷ lệ lặp rất cao và đặc biệt này là cái tỷ lệ trung thành cực kỳ cao. Chị làm tóc ngắn nha bao nhiêu năm rồi hả? Em ở salon này được 3 năm rồi. Em ở salon này là được 4 năm rồi. Thế thì từ ngày bắt đầu đấy, anh em ở salon. Với dung ạ, tức là khách hàng ấy sẽ chung nếu thực sự với các bạn luôn là tóc ngắn ấy. Bạn biết nói thật sự với các bạn luôn là năm nay ấy là tớ tập trung vào đào tạo nhiều nhé. Nhiều khách hàng còn phải xin tớ mới cắt cho. Phải không chị? Chị Thủy đây, chị bảo là thôi mày, chị cắt quen ở nhà mày rồi. Bây giờ bảo sang nhà mày cắt này cũng hơi run đấy. Thế nên là các bạn hãy chọn cho mình nhé. Hãy chọn cho mình những cái con đường đi này, những cái keyword đi cho nó hợp lý. Để các bạn sang năm tới các bạn có thể cắt. À, để năm nay các bạn có thể có cái con đường, hãy xây dựng cho mình một cái tệp khách để tóc ngắn. Vì khách hàng tóc ngắn cực kỳ trung thành và đặc biệt điều rằng khách hàng tóc ngắn rất giàu. Thế. Các bạn để ý mà xem những người để tóc kém thường rất giàu. Đúng không cả nhà có để ý điều này không? Những người tóc ngắn cực kỳ giàu luôn, vì giàu mới để tóc ngắn. Chiếc phát ngôn thế này, cái mà đăng lên mạng phốt chửi chết. Nhưng em để ý là những người mà để tóc ngắn ấy, thật sự là rất nhiều người giàu. Đặc biệt nhé, những cái mái tóc tém ấy là đều là các cái chính xác và để tóc kém. Bởi em thấy họ đi hay đi làm tóc nên em nghĩ họ giàu. Ok, bây giờ mình sẽ sấy nhá, mọi người nhé, sấy để xem là cái con này nó sẽ như thế nào. Mọi người nếu mà quan tâm về kỹ thuật của bên mình này, cũng như là quan tâm về những cái phương pháp, những cái tư duy, thì các bạn có thể đăng ký vào cái đường link mà mình gửi cho các bạn đấy. Cái này không zoom được anh nhỉ? Có đấy, có zoom được. Em phải có ở trên. Rồi, đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tỉa mọi người nhé. Đợt tới em sẽ làm cho chị mẫu khác hẳn đấy.
em sẽ làm chị ngắn đến đây này, ngắn đến đây luôn đấy nhá, đẹp. Chơi đi, cái gì mà trên đời mình chưa chơi bao giờ thì mình chơi thử. Em bảo giống như kiểu em bảo là thằng thưa cái này hơi bệnh. Tắt lại hay cứ để đây? Không, đây đây từ từ. Xây xây xây. Thì em hẹn kia là 1 rưỡi. Cho mọi người nhìn mặt chị, cho mọi người bảo nhìn quen quá rồi. Xoay xoay xoay. Năm nay là tớ chỉ tập trung vào đào tạo thôi, tớ sẽ ít làm salon lắm. Bởi vì các bạn mà đang phát triển của mình ấy, thì mình đã đưa hết quy trình rồi và hướng dẫn các bạn ấy phát triển rồi. Hiện tại sắp tới bên AD sẽ khai trương cơ sở 7, mọi người nhé. Mọi người nhớ theo dõi cái hành trình. Và năm nay ấy, là mình sẽ để cho những người mà mình đào tạo ra họ phát triển. Mình sẽ không cần phải phát triển nữa, mà các bạn ấy sẽ là người phát triển. Và các bạn muốn phát triển hay không ấy, thì lại phải do các cái quy trình đào tạo các bạn. Sắp tới thì mọi người sẽ chào đón rất là nhiều người tuyệt vời. Mình làm ăn đấy mà nhìn mình nó không được ok, không tin tưởng. Đúng rồi. Có như là bây giờ em nói chuyện đơn giản với chị thôi, em cắt tóc cho chị đẹp, nhưng lần đầu tiên mà chị gặp em đi mà em ăn mặc nó lếch thếch, mặc dù nhá rất là tóc rất đẹp nha, nhưng mà nhiều khi ấy, mình tư vấn nhưng mà nhìn nó không uy tín. Cho nên là cái trang phục, người ta có câu gọi là cái gì nhỉ, các cụ nó có câu là gì, là nhìn bằng không, nhìn người lạ thì lể áo lể quần, đúng không, người quen thì lể bụng lể dạ. Thế thì câu chuyện rằng là nếu như chị chưa biết em thì chắc chắn điều rằng là khác. Còn cái tầm này bây giờ em có cười chuồng các chị, có khi chị vẫn thích đi không, thì tin bây giờ chị còn khoái thích không, bây giờ ơi, cười tươi này là biết thích rồi, đúng không hả cả nhà? Cái tầm này quen nhau rồi ấy, thì có khi cắt tóc phải cười chuồng mới thích. Đầu tóc này, gọn gàng này, trang điểm mà đấy là thể hiện cái sự mà chúng ta đang tôn trọng cái đối tác của mình đấy. Em nói thật sự với chị luôn, trước khi bản thân em làm tình nhá, em phải ăn mặc đẹp. Nhưng mà xong khi mà làm cái này, làm cho người yêu phê rồi ấy, lúc ấy không mặc gì vẫn không thích. Nhưng mà lúc đầu mình phải tôn trọng người ta, đúng không? Cũng phải bước theo các kiểu đẹp đấy. Bên cạnh quán ăn cơm.
quay xung quanh luôn. Dạ. Phần đặc thù của khách hàng phát triển điện tân xuống rồi mọi người nhé. Đây mình chưa phải khô hết nhé. Cái quan trọng ở đây đó là các bạn sẽ tham khảo cái kho cũng như là cách thức để cắt tóc. Để cắt ra một mẫu tóc thì nó rất là nhiều những cái phương pháp. Bản thân tớ kể cả tớ cắt mái trước rồi tớ cắt từ mái chạy xuống đằng sau cũng được khi các bạn đã dựng form chuẩn. Hoặc là các bạn cắt đằng trước các bạn chạy sang đằng sau cũng được. Đôi khi chúng ta có thể là tạo những cái mới lạ đúng không? Tớ phải tạo những cái mới lạ cho cái việc mà chia sẻ. Chất tóc của chị khách thì thường là chất tóc này là sẽ có độ hơi độ bông một chút. Hẹn mà chị tháng 5 thì mình sẽ cắt làm những cái mẫu khác cho chị khách hàng này nhé.